Năm học 2024-2025, Long An sẽ giảm 50% học phí đối với trẻ em mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, miễn 100% học phí đối với học sinh trung học cơ sở, đối với học sinh các trường công lập trên địa bàn tỉnh. Từ năm học 2025 đến 2026 và những năm tiếp theo, tỉnh sẽ miễn 100% học phí đối với trẻ em mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh. Năm học 2024-2025, Long An có 341.000 học sinh các bậc học. Việc miễn giảm học phí không chỉ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà còn là nguồn động viên, mang thêm nhiều cơ hội đến trường cho trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước.